Con chào cô có phải là cô Sáu trước không cô? À dạ. Con là bạn của em Nhân. Con nghe mọi người có kể với con về cái câu chuyện, cái hoàn cảnh của nhà cô. Cô phải chăm chồng và con trai bị bệnh tâm thần đúng không ạ? 2 năm đó đó, giờ cô có không? Ôi. Cô ở trên đảo thành phố hả? Dạ, con ở trên Sài Gòn. Ôi. Chồng chồng á, lớp 10 đó. Dạ. 36 tuổi à. Tôi về 36 năm đó, 36 tuổi. Đây là chồng. Đây là chồng của cô ạ. 62 tuổi đó. Chú 62 tuổi, chú tên là gì vậy cô? Châu Văn Trước. Tôi 61, ổng 62. Về năm 27 tuổi mà tôi chịu đựng, nay 36 năm rồi đó. Ui ghê lắm, quậy té tôi luôn. Cái ngôi cũ mà móc đất của ổng. Cháu mà cô vào trong thăm chú được không? Được, ổng hiền rồi. Nay ổng hiền rồi, không có nhiều đó đâu. Vâng. Rồi nó móc đất, nên nó có thấy bà mà nó xúc xìm. Thế à? Giờ nó hiền rồi mà có tay tét nữa nè, dỗ liền liền đó. À vậy là cô được mai mối với, xong nó mới về làm vợ của chú Phước. Ừ, chứ à, chú biết, Trước. Trước, đâu biết đâu, tôi giờ tưởng nó hiền ai nhà, ổng nên được thường quậy lên cái ổng làm như là ổng không biết gì hết. Cái mới ổng năn nỉ tôi tính phú gói đi rồi, mà không đi cũng được, ổng năn nỉ tôi đó, tôi mới ở tới giờ 36 năm, thằng đó 36 tuổi đó. Còn dạ. Út rồi thì 29 tuổi. Út sinh năm 91. À, vậy anh ấy đâu rồi cô? Nó mới đi đâu vô cái ngôi cũ mà. Rồi nó chở củi rồi về đó, nó chở nên ở đồ nặng nề ở ngoài chợ á. Vì chân cẳng tôi giờ xe nó rụng yếu lắm nên không có chở đồ nặng được. Vậy là cô có hai người con trai và cái người con út thì tinh là đầu óc là vẫn nó kiểu như mấy cậu kia nó thiểu năng, mấy kiểu như ít nói. Dự kiểu như không có ai chơi ở ngoài ấy đó, nên nó ít cái tình cảm, nó không có nói chuyện với mình được đâu. Mẹ con nhà nó còn không nói. Vậy là anh ấy bị, tức là đầu óc cũng không được minh mẫn đúng không cô? Ờ đúng rồi, nó không được chính á, nó hiền khờ chứ nó biết, nó còn biết, nó còn làm phụ được. Nhưng mà không ai mướn nó, thấy khổ quá. Bây giờ con mình giờ không ai mướn, mình cũng đâu bỏ đói nó được đâu, cũng phải cho nó ăn chứ. Anh ấy có vợ không cô? Không rồi, ai chịu. Vậy là bây giờ ở với mẹ, rồi phụ mẹ chăm ba mới lại chăm anh trai bị bệnh. Cô xích chú như vậy bao nhiêu năm rồi? À, tại tôi không có dám. Người ta xích không chứ tôi không có dám mang mang ở đâu. Người ta xích chừng đó. Ờ, theo mình... Lâu rồi. À. Cái này ổng bệnh trên 40 mấy năm có à. Ổng năm hình như là... 76 rồi đấy. Như là 8 mấy rồi. Ông bệnh nay rồi tôi tính 42 năm rồi. Cháu thấy là cái xích này có bao nhiêu lớp khóa, tất cả có 3 cái khóa. Và đều quá trời đi. 1 chiếc, 2 chiếc, 3 chiếc và đều than xỉ hết rồi. Bây giờ là bây giờ ông hiền chứ thở rất mấy cái đồ này ông ơi của mày. Nó thấy cửa không? Là chú tự phá xích như này, phá cửa đi ra ngoài. Phá nó mồ nó móc cũng giữ đã đời luôn á. Lớp cất nguyên đai lớp dẹp chiếu rồi chiếu đã mắt ra đây đi lo về thành ra phải nghỉ chiếu đó sống tiền khá. Ê, cháu nhìn thấy để ý cái cửa nhà cô gần như bẻo cong hết rồi, các cái thanh sắt ẩm mà nãy đó anh mà đi cửa đây không chắc mày là bị ẩm hả, có cửa đóng đi cho bộ. Dạ. Bình thường là ngày nào chú cũng ngồi như này hả cô? À, hình như chú ấy cười tủm tỉm cái điều gì đó cô. Có hiểu cô cháu mình nói chuyện không? Bình thường có khi nào mà chú tỉnh táo không? Không, mình có học về tới giờ là thấy ngày có 2 ngày thôi, còn nhiều là vậy đó. Có khi mình mê man, ha sáng, ha ngủ, hai tay cất, một đất cất, một quần cất, không biết gì hết. Dắt phải xuống ở ngôi cũ là xuống bến giúp cái quần đi được kỳ khọ, đứng đâu đứng đó, áo không mặc phụ. Cơm không ăn, múc từng miếng cơm đĩa từng cái xương cá đó đút cho ổng làm nhà bé cãi họng á. Vậy là bao nhiêu năm em chú ấy không phải nhớ được vợ mình luôn à? Không biết. Thế bình thường như là ai cắt tóc cho chú kia cô? Thôi tôi không như tiêu không ai vô hết đâu.
Vậy à? Thế là tự cô cắt tóc cho chú? Chứ ai dám vô? Tại ông đốt đó nó chưa hết đó, chứ thằng Vũ hết rồi mà hết mà sờ thôi chứ hết rồi chạy chứ không dám đứng vô. Không ai dám vô đó, có tiền ta cũng không vô đó. Dạ. Ta sợ. Đầu cũng nổi danh luôn mà. Mình lem không, đá lem. Có bao giờ chú đánh cô bị thương trên người không? Má chồng chạy rồi tôi phải ở tôi chịu đựng hết chứ ở đâu má chồng sắp sắp vô quýnh chết à. Ừ, ông này má chồng tôi nói nha, người ta cưới mày về chứ tao không cưới mày về chứ. Nó quýnh tao tiếp tao chết, tôi lem. Ôi sao, cô nó phạt rồi đâu, người nó ăn nó phạt tới thôi mà. Trời ơi, xí ghê, tôi sống với ông không biết chết giờ nào rồi. Mà có chồng bị như vậy mà chú không nhớ cả cô rồi, mà thường sống trong cái tình trạng mà cảm giác thiếu an toàn, bất an như thế, có khi nào cô nghĩ việc cô bỏ chú để đi nơi khác không? Là tôi mắc nợ hay sao chứ ai chắc không ở ngày đâu. Một ngày cũng không ở mà có con cũng không thèm. Hoặc là có lỡ thì chắc người ta giao ta đi hay ta dắt ta đi chứ không thể được như tôi đâu. Thế hồi cưới nhau về, cô chú ở với nhau được bao nhiêu năm thì chú bị bệnh? Bệnh trước rồi đấy. Nhưng hồi đó thì chắc là chú vẫn còn tỉnh táo nhiều đúng không cô? Không, tỉnh theo ổng thôi chứ không phải tỉnh theo mình đâu. Dễ gì, nhưng mà tôi tại vì tôi chịu đựng. Chứ không dám tở đâu, tôi cái cảnh này ai mà ở. Mà hồi đó về thấy chú đầu óc như vậy rồi mà cô cũng chấp nhận luôn ha. Cái hồi còn trẻ, hồi xuân sắc á. Hồi mới cưới về tôi nản. Tôi nói để tôi đi về chồng sáng không biết ông rình ông kéo bớt ông lấy đồ luôn. Thôi đừng đi, đừng bỏ anh nghe em cũng nói ông khóc. Ồ, vậy ạ. Thành ra từ chỗ đó tôi mới mũi lòng tôi mới động lòng tôi mà ở lại mới khổ quá chứ mới đi mất ổng đi chứ. Mỗi người từ mấy chục người xìm mà cũng quýnh họ con mạnh á. Nhưng bây giờ có vẻ như chú yếu già rồi có tuổi rồi nhỉ? Nên yếu đi nhiều có hả? Nhưng mà thôi cái thần kinh nó có vấn đề không dám nó ăn nó lợi nghĩnh nó quýnh chết nên hành không kiểm soát được ạ. Là có gì nó quýnh ta sao quýnh ở nhà thì mình đáng chịu đừng có quýnh ta cũng vậy à. À đánh hàng xóm ạ. Chứ sao mà có bao giờ chú chứ hồi đó chú đánh người ta không cô? Có đánh rồi quýnh bà cái bên rồi quýnh bà cố ạ. Bà cố ổng đem lại chuối với lại mấy cái bánh qua thăm cho cái ông. Ổng từ ở đằng kia bị mới xúc chưa có mượn ta ổng đáp cổ. Mình thấy rằng dù ở trong cái điều kiện mà còn nhiều khó khăn nhưng chú căn phòng này luôn luôn sạch sẽ, không bốc ra cái mùi hôi thối. Không dội liền liền đó, tại vì dội tới chiều tới tối luôn, đi ngủ hóc như vậy, cái hôi cái dội chứ không phải mình để vậy đâu. Mà tại vì mắc nãy giờ công chuyện mà sao giặt đồ. Ừ. Đâu có để hôi hám mà tại vì không phải có mình trong mà có mình luôn. Dạ. Cơm nữa nữa. Ở đây các bạn ạ, bên cạnh đây chính là cái căn phòng mà con trai của cô. Anh ấy tên là gì cô nhỉ? Châu Hoàng Vũ. Anh Vũ. Nó sinh năm 86 á. Nó này 36 tuổi, tôi về 36 năm, nó 36 tuổi. Nó bệnh năm 19 tuổi, cầm. Đi học lớp 10. Đứng đầu mắt tức chết. Rồi về Long An chạy nên nó mới bớt cái đưa lên tâm thần lớn. Rồi cái về cái xiềng tới giờ luôn. Từ lúc 19 tuổi hả cô? Nó bệnh năm từ hồi 19 học lớp 10 luôn mà nó ai biết nó đứng đầu mắt tự nhiên tự chết á, mà tim còn thở hút đi kịp á. Dạ. Vậy trước đó thì anh cũng bình thường như bao thanh niên khác. Trời ơi, nó hiền lắm, hai đứa này nó hiền. Có cái thằng kia cũng vậy, giờ nó cũng khờ chứ nó cũng biết, nó cũng làm phụ được. Chứ nó cũng học chính á. Thật sự là chia sẻ với các bạn, mình và cô đang trò chuyện ở trong cái căn phòng này và cả hai cô cháu đều có một chút gì đó cảm thấy bất an. Thật sự cháu rất lo lắng khi mà không phải lo lắng cho chú. Này, ngồi nói chuyện với chú thấy cũng thấy rất yên tâm ấy. Chú cười có thể hiền. Nhưng mà bên kia bên cạnh căn phòng này cháu nghe tiếng ngục. Căn phòng này bên cạnh ấy, người ấy, con trai đầu của cô ấy, mà cháu chưa nhìn rõ, đi thoáng qua cháu thấy rằng anh đang cởi trần trùng trục không mặc đồ nên cháu phải không gì mới quay. Giờ ai xuống thấy vậy tự nhiên thì nó có chịu bận đồ, nó đâu có đồ thì mình không ngăn nỉ nó sẽ. Nhưng mà anh bên có xích không cô? Cháu chưa nhìn kịp. Có à? Không xích mà ông nãy giờ dám mắt lại tỉnh á. Vậy thì nào cháu không biết là cô có cái phương án gì an toàn không? Vì cửa thì mở mà cứ thấy thấp thỏm bên cứ lục 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 lục. Tôi chịu này mấy chục năm rồi, nó mới đây thôi đó. À. Ông này là 40 mấy năm rồi đó.
cháu với cô qua thăm anh chút đi. À, các bạn thông cảm nha, bởi vì là do trường hợp của anh Vũ, đúng cô? Anh Vũ là không mặc đồ nên mình không thể chia sẻ được. Như mình vừa có chia sẻ với các bạn ấy, ngay cái xe của mình để ngoài cửa cái kìa. Sau khi đi qua phòng khách thì đến cái phòng ngủ đầu tiên là nơi người con trai của cô đây, và bên cạnh cái phòng ngủ thứ hai chính là chồng của cô, là chú Trước. Thì vừa đi qua thì mình có nhìn thấy và anh không mặc đồ nên mình không quay được các bạn, nhưng mà có vẻ như là cô cũng đang rất cảnh giác và đứng sát cửa, không dám đứng gần. Dạ, cô không dám đứng gần cửa cô. Anh ấy ngoài ra. Hôm nay còn đỡ ạ. Đứng nhá. Cô có bao giờ có bị không? Bị anh đánh chưa? Nó đá tôi mà nó đá tôi, nó ngồi chổng mình rồi tôi quay mầm. Ở với cái người vậy cũng thôi thốt. Anh làm gì? Còn cái ông kia giờ thôi, ông hiền rồi, ông không muốn nữa. Dạ. Thấy nó vậy. Các bạn thông cảm nhé, do anh là không mặc đồ nên mình không quay được cho các bạn xem, nhưng mà mình có thể mô tả cho các bạn này. Anh đang ngồi và quay vào góc tường, và chân của anh cũng bị xích một cái sợi xích tương tự giống như là ba của anh. Và mình để ý rằng cái thây sợi xích này của anh còn móng tay, chân gì á, năn nỉ không cho hết thì có gạch như móng gấu rồi hòm hố ở dưới này, năn nỉ nó kỳ quỷ gì nè, sợ lắm. Dạ. Và cái lúc nữa nó tắm chỉ tha vậy, chứ nó cho cắt tóc là hên rồi, gội đầu nó cho chứ con thấy đi. Con để ý thấy tóc của anh hết rồi, ba sợi đang chạy đó. Ê, cô cứ liều mình, cô vào cô cắt hả? Lúc nào nó hiền thì vô năn nỉ nó. Hả, nó mình đập phật cho nó chạy. Dạ. Nó làm phật như con gà dịch vô quán hồn chạy. Hả, nó im thì chạy, khi nó ngủ lận hết nó. Ừ. Vậy thôi chứ bình thường mà nó im thôi nó hiền lắm. Hả, nó lên cơn thầu rồi lại gần sợ chết, ráng cũng ráng mà chịu vô đựng chứ ai vô. Nó ông nên khi ông không có vô nên ông hớt tóc không thở mà. Kính thưa các bạn này, kia chính là con trai út của cô Thủy và chú Trước. Anh năm 29 tuổi rồi. Anh vừa đâu về vậy anh? Đi chơi về hả? Sáng nó phụ rồi, đi vòng cho thoải mái. Thế thì tối thì cô với anh ngủ ở đâu? Đây, tôi ngủ đây nó mình đó. Dạ. Giường ta cũng cho rồi. À, cái giường này cho. Nhà không có gì. Kính thưa các bạn, mình đang trò chuyện với cô nhưng mà mấy chú mít ở phía sau các chú ấy sủa dữ quá, thành ra cô phải ra quát mấy đứa lại để nó giữ trật tự chút. Nhưng mà các bạn nhìn ra xa kìa, mình thấy rất nhiều chó và chú nào chú đấy cũng đều rất dễ thương. Và đây là phía sau cái gian nhà của vợ chồng cô chú, rất bề bộn. 2-3 ngày tới con với Nhân, con với em Nhân á, xuống đây hai anh em con dọn cái phòng này giúp cô nha, được không cô Ngọc? À, được không cô Thủy? Để cô dọn hả? Một mình cô dọn thì bây giờ sao để con dọn, tụi con dọn giúp nữa. Như làm gì ấy thôi, ai làm dám làm phiền mấy cậu. Không giúp cô một chút gì đâu. Không. Tụi con không giúp được nhiều, nhưng dọn chỗ này cho nó sạch sẽ. Không thì tôi dọn nó mấy tết rồi, tại giờ không là chưa dọn nữa đó. Mình xa mình thấy là có rất nhiều như là mì tôm và mấy cái đồ vật dụng của chắc là các mạnh thường quân người ta cho ạ. Mới cho một thời nữa ra đó. Nên đó cũng nên mì, cũng dầu ăn, cũng nước tương tôi dẹp bớt rồi đó. Để tôi nấy làm cho gọn bớt rồi. Thôi ai dám làm phiền với cậu. Mà cô nuôi nhiều chó thế. Hả? Cô nuôi nhiều chó mà con nào cũng dễ thương. Rồi với cái từ dễ thương đó mà đẩy lên đẩy hết mấy con rồi đó, đâu có nuôi nhiều mình đây. Đúng kẹt nhiều khi chó cũng xài luôn, chứ đâu phải mình muốn bán nó, đâu phải mình nuôi muốn bán nó đâu ấy đâu. Chứ nuôi một hai con à, tại vì cái gì cũng túng xẹt nên là phải chạy, một mình tôi chạy trong chạy ngoài cho nên tôi phải ấy. Thế thôi chứ ai mà nuôi chi cho thằng à. Điện thoại cô để trong này hả? Để trong này, đi tôi cũng đem theo đó. Đây là chiếc điện thoại mà hôm trước em Nhân có đi xuống thăm và mua giúp cô. Nhỏ nhỏ con đó, dạ. Đấy là cậu Nhân ạ. Mà cô cầm điện thoại sao mà cái số của cô à, con gọi không được. Đem cái đâu điện thoại cô đâu cô?
đâu có hư mà sao mà đem đi hết pin thì sạc vô mà tới chừng máy thì không có nghe được. Dạ. Vẫn còn pin nè, cô phải cầm trong người chứ. Cô để cho cô đút trong túi quần hoặc để đâu để tiện mọi người gọi cho cô. Bỏ theo cái vỏ đó. Dạ. À, các bạn ơi, mọi người mà muốn đến thăm cô hoặc là có thể liên hệ trực tiếp cái số điện thoại của cô Thủy đây nha. Mình đọc nha. 0986935450. Vậy hả, có reng reng bấm cái này nghe thôi, còn ở bên ta tắt làm gì làm. Đúng rồi cô. À, dạ. Vậy bấm cái này xuống rồi nói ai ở đầu dây đó là ta nói chuyện tên gì tự người ta thôi. À. Khỏi tắt. Vậy đó. Vâng. À, phải bấm này không? Bấm này nè. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Nó mua những cái điện thoại. Như bữa không biết mà mua đường, mua gạo, cũng gì là luôn cái điện thoại này á. Còn dư 1.500.000. À, cô cất đi nha, không người xấu người ta vào người ta lấy đó. Cái xứ này ở đây ấy lắm. Mượn không cho cái điện xấu. Tợ rồi gạo cũng vậy, nhà giàu thấy mồm, ta kiếm chuyện mà. À, chắc chỉ có một số nhà thôi chứ bà con ở đây, vùng bà con đây đều dễ thương hết á. Bà con đây ai cũng dễ thương hết, xung quanh đây người ta dễ thương hết. Chắc chỉ có một số người xấu thôi, một số người xấu bụng thôi. Không phải đâu, cô nói vậy. Các bạn ạ, trò chuyện với cô và theo cảm nhận của mình và các bạn thì mọi người cũng hiểu rằng là sức khỏe của cô không được tốt cho lắm. Thì thôi, có gì cô chia sẻ hàng xóm mọi người mà có xem được clip này cũng thông cảm cho cô nha. Và cũng đùm bọc giúp đỡ cô nha, vì cô cũng mới chuyển về đây. Và đây là cái số điện thoại của cô, mình đọc lại cho mọi người nhé. 0986935450. Cô cất cái này đi cô. Cô cầm điện thoại nha, chứ lại để mãi trong góc đó, người ta gọi làm sao biết được.